Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình sẽ cho các bạn vẽ về một cái lọ như các bạn ha. Mà tập này rất là dễ nha các bạn. Rồi ok, với một cái lọ nó sẽ xoay chiều nha các bạn ha. Rồi ok, mình sẽ vẽ cho các bạn xem nhé. Rồi nói chung nó không có khó đâu, chủ yếu là các tiết diện thôi. Thì mình đang vẽ 2D nha các bạn. Nếu các bạn thấy kênh YouTube của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình nha các bạn ơi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi chúng ta đã xong nó tiến hành, chúng ta sẽ lưu cái bản vẽ này lại nha các bạn ha. Đây nó là lưu lại để chúng ta sẽ vẽ những cái tiết diện thì giống nhau như các bạn ha. Nó chỉ khác về kích thước thôi chứ về hình dáng thì giống nhau. Chúng ta cái này vì dùng parallel mình kéo luôn nè, nhưng mà máy mình nó bị lỗi các bạn, mình kéo vô bấm ok là động xóa chương trình nha các bạn ha, chứ không phải là mình không biết cái phần đó. Nó có phần vẽ đa giác sẵn, có sẵn nhưng mà mình vẽ không có được các bạn. Mình thông cảm là các bạn kéo cái phần bạn nó lưu ở đây. Kích vô rồi các bạn nhập thông số vô này, nhập cái scale là kích thước, cái tỷ lệ các bạn là kéo vô, rồi các bạn nhập số bằng cái đoạn, cái phần góc quay là quay bao nhiêu độ nhé. Rồi ok đó, rồi số các bạn sẽ ràng buộc nó vô điểm giữa nha các bạn ha. Đó ok, bài này nói chung là nó dễ hơn, các bạn ôn là cái định cơ bản thôi nha các bạn ha. Các bạn xài shape blend cũng được nhé. Mình xài cái boundary luôn. Ok rồi đó, này tương tự như là cái video mà vẽ nó cái bình bông của mình đó các bạn. Rồi ok đó, với những cái tiết diện giống nhau rồi mình sẽ swap cho nó, mình sẽ boundary nó nha các bạn. Rồi mình tiếp tục cái tiết diện trên này nhé. Các bạn cứ làm tương tự như vậy nhé, các bạn vẽ cái mặt rồi các bạn dùng offset thôi, mấy cái trước đã có rồi, cái sau các bạn chỉ việc offset thôi nhé, offset là được rồi, không cần phải rất là kéo vô. Nó chỉ có hai tiết diện thôi, những cái còn lại là na ná như nhau hết các bạn. Rồi bạn offset cho nó nhập kích thước đấy vô. Rồi ok đó, các bạn sẽ tiến hành boundary cho nó. Bài này nói chung là nó không có khó, rất là dễ nha các bạn. Các bạn ôn lại cái lệnh mấy cái lệnh cơ bản thôi. Đó là mình sẽ kiếm tập cùng cho mình, đối với mình nha, thì nó khá là dễ. Mình đưa ra cho các bạn xem nhưng mà tập nó hơi khó, mình sẽ đầu tư lâu hơn tí. Các bạn cho video mình nó đa dạng hơn tí, nhưng mà tập mình thấy nó dễ mình không làm, nhưng mà thực ra có một số bạn mới biết làm thì nó lại không biết, thì các bạn lại không biết, đâm ra mình phải làm hết luôn. Cái bài nào dễ mình cũng làm, nào khó mình cũng cố gắng mình tìm hiểu mình làm nha các bạn. Rồi ok đó, mình sẽ tiến hành vẽ cái lệnh rubor này để mình tạo một cái đường dẫn nha các bạn ha. Các bạn boundary mà có một chiều đó, thì chúng ta dễ dàng nó không có được cái hình mà chúng ta mong muốn đâu. Đó, mình cố gắng mình scroll đi, mình chỉnh chế độ boundary theo dạng đường thẳng nhé. Ok, sẽ góc khúc như vậy. Bạn mình chỉnh đường cong, nó sẽ uốn cong cong. Cái đầu tiên mình không chỉnh rồi, nên mình chỉnh lại cái đầu đầu tiên nhé các bạn. Đó, thấy không, nó hơi cong cong đây đó, mình chỉnh lại nó đó. Ok đó, chỉnh này cái này lại rồi đó. Ok đó, nó thẳng đó các bạn ơi. Rồi xong, dùng lệnh
Barbary nhé. Chắc cố làm vẽ thêm một đường nó cũng được, vẽ càng nhiều đường nó càng chính xác, nhưng mà không cần thiết lắm đâu. Rồi, tiếp đây, tiếp vào đây chế độ đường góc góc khúc nhé. Rồi, ok rồi, các bạn tiếp tục. Rồi đó, các bạn quan sát nhé. Bài này nói chung là nó dễ lắm. Rồi đó. Rồi, ok chưa? Rồi, sẽ dùng mà lại là bao 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 đây nè. Đó. Chưa phím cần cần cho nhé, chọn từng đường đường. Cả đi nó chạy tùm lum cũng được. Dùng cái đường bên dọc của mình điều điều khiển đó này. Ok đó. Nó ra cho các bạn luôn. Ok đó, nó dễ vậy thôi. Cho các bạn sẽ fill các bạn mẹt mới vô tập hình đáy thích cần nó thôi. Bài này nó dễ, đơn giản cho các bạn ha. Rồi các bạn mẹt nó vô nè. Rồi ok. Đó là này không có gì khó khó cả. Rồi mẹt nó vô này rồi đó. Rồi xong tiến hành là thích cần nó ra. Nhập giá trị là muốn thích cần. Rồi ok. Đó, nhập chị nó vô. Rồi ok đó, rồi thấy không? Thích thì các bạn nhớ fillet cho nó nhé, nhớ fillet. Rồi là xong nha các bạn ha, tạm biệt các bạn nha, nhớ fillet cho nó nha các bạn.